Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, sau đợt giao nhận quân, các đơn vị quân đội đang bắt đầu mùa huấn luyện năm 2019. Thế nhưng trong thời gian gần đây, trước một số vụ việc đơn lẻ như vi phạm lễ tiết tác phong quân nhân, vi phạm điều lệnh quản lý bộ đội, vi phạm kỷ luật quân đội, thì đã có những giọng điệu kích động, xuyên tạc bản chất truyền thống, môi trường tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, có thể tạo ra sự nghi ngại không đáng có về môi trường quân đội. Mục đích sau những chiêu trò này là gì? Cuộc trò chuyện với Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp, chủ nhiệm bộ môn khoa triết học, trường sĩ quan chính trị sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn về vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời đồng chí cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với một clip ngắn sau đây. Hàng năm vào dịp đầu xuân, hàng vạn thanh niên cả nước lại lên đường nhập ngũ. Đây vừa là nghĩa vụ, là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là điều kiện tốt để thanh niên tôi luyện những phẩm chất nhân cách cần thiết đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Có thể nói, môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm minh nhưng sẽ giúp cho thanh niên hình thành và phát triển những phẩm chất mà môi trường khác khó có thể mang lại. Trong môi trường quân đội, với đội ngũ cán bộ các cấp, họ vừa là người chỉ huy, vừa là nhà giáo dục, có thể giúp quân nhân hình thành những tính cách tốt đẹp như sự trung thực, thẳng thắn, ý chí kiên cường. Điều này cũng giúp ích cho thanh niên có thể vững bước trong cuộc sống sau này. Thế nhưng thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những video clip, hình ảnh xấu, phản cảm liên quan đến lực lượng vũ trang, trong đó có quân nhân. Hầu hết đều bị cắt xén, thậm chí dàn dựng để làm sai lệch câu chuyện, gây dư luận hiểu sai, nhằm bôi nhọ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Những cái hình ảnh mà được phát tán trên các cái trang mạng xã hội hiện nay ấy, thì khi nghiên cứu thì nó sẽ có cái tác động cứ thẩm thấu dần vào trong cái tư tưởng nhận thức của mỗi con người, thì nó làm cho cái nhận thức nó lệch lạc đi. Tuy nhiên nếu như cấp ủy chỉ huy các cấp và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ mà thường xuyên được quán triệt giáo dục tuyên truyền về nội dung này thì anh em sẽ hiểu rõ cái bản chất và điều đó tự anh em sẽ có thể là chống được các cái xâm nhập và tự anh em miễn dịch được các cái văn hóa mà nó các cái thông tin nó đưa không đúng về sự thật. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy môi trường quân đội thì là một trường học lớn và nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ. Thế nhưng thời gian gần đây thì đã xuất hiện những clip xuyên tạc bản chất truyền thống, môi trường tốt đẹp của quân đội ta. Vậy thì qua nghiên cứu và theo dõi thì đồng chí có ý kiến gì về vấn đề này? Qua nghiên cứu đoạn video vừa rồi, tôi thấy rằng là cái việc xuyên tạc bản chất truyền thống môi trường tốt đẹp của quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhằm mục đích là thúc đẩy cái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và tiến tới là phi chính hóa quân đội và dân sự hóa quân đội. Một vài hiện tượng xuất hiện trong thời gian gần đây như là uống rượu bia say không làm chủ được hành vi được phát tán trên mạng xã hội là hiện tượng có thật. Nhưng tuy nhiên chúng ta cần phải khẳng định rằng cái thứ nhất ý, là đây chỉ là những hiện tượng cá biệt, đơn lẻ. Nó chỉ xuất hiện ở một vài cá nhân có ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện kém. Và không phải vì thế mà quy chụp rằng là đây là hiện tượng phổ biến trong quân đội. Và trên thực tiễn, những trường hợp vi phạm đó đều được xử lý một cách nghiêm minh. Và vấn đề thứ hai rằng là nhiều sự việc đã diễn ra từ rất lâu, xong các cái một số người thì lại cố tình cắt ghép và phát tán trên các trang mạng xã hội trước mỗi mùa tuyển quân, nhằm tạo ra sự hoang mang và mục đích cuối cùng là xuyên tạc bản chất truyền thống môi trường tốt đẹp quân đội. Trong mùa tuyển quân năm nay thì qua theo dõi, đồng chí thấy là các video clip xấu độc được phát tán như thế nào ạ? Trong đợt giao nhận quân vừa qua thì trên mạng có cái tên là Tin Nóng Mỗi Ngày đã tung ra một clip có hình ảnh các quân nhân bắt nạt và gây gổ lẫn nhau. Các quân nhân xuất hiện trong clip thì đây không phải là các quân nhân trong quân đội ta, mà là các quân nhân của quân đội nước ngoài. Cái thứ hai là cái tên miền của cái trang mạng này thì không đăng ký xuất xứ ở Việt Nam, cho nên có thể kết luận rằng là xuất xứ của trang mạng này ở nước ngoài. Và cái thứ ba nữa là về chiêu thức thì những người mà tung cái clip về lên thì cố tình đã xóa tiếng trong clip đi và thay bằng một bản nhạc và khiến người xem lầm tưởng rằng các cái hình ảnh đó là hình ảnh phản ánh về các quân nhân trong quân đội ta. Và nếu như mà những người nào mà đã từng tham gia quân đội thì sẽ nhận ra ngay rằng trang phục của những quân nhân trong đoạn clip đó không phải là trang phục của các quân nhân trong quân đội ta. Vì vậy có thể kết luận rằng đây là một trang mạng xấu độc.
và có nội dung xuyên tạc lừa bịp nhận thức và tình cảm của mọi người đối với truyền thống, bản chất và môi trường tốt đẹp quân đội. Vì vậy, tôi khuyến cáo cư dân mạng nên cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn tương tự như này. Vậy những cái thủ đoạn mà những cái thế lực này sử dụng là gì ạ? Thủ đoạn của chúng thì hết sức tinh vi, thâm hiểm, làm cho những cái cư dân mạng mà có cái nhận thức chính trị chưa đầy đủ hoặc là có cái nhãn quan chính trị chưa sắc bén thì rất dễ lầm tưởng đây là sự thật, và từ đó gây đến mất phương hướng, mất lòng tin và rất dễ bị các thế lực đó kích động và nghe theo những lời dụ dỗ và kích động của bọn chúng. Và từ đó có thể kể ra một số cái các thủ đoạn chính của chúng như này. Thứ nhất là dùng tài khoản Facebook với công cụ livestream trực tiếp về một sự việc do chúng tạo ra để tạo ra một cái môi trường để lôi cuốn mọi người tham gia bình luận trái chiều hoặc có thể can thiệp vào các sự việc đó. Và những kịch bản cho chúng dựng lên thì hết sức tinh vi. Và chủ đề và nội dung chúng lựa chọn thường là những vấn đề nóng và những vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến quân đội. Cái thủ đoạn thứ hai là làm mới cái nội dung thông tin cũ và bịa đặt xuyên tạc cái nội dung thông tin mới. Về mặt nội dung của thông tin thì chúng thường lựa chọn các cái hình ảnh, các cái nội dung, các clip có liên quan đến mối quan hệ giữa các quân nhân. Ví dụ như là cán bộ có những biểu hiện không đúng chuẩn mực đối với các quân nhân, hoặc là các quân nhân với nhau có biểu hiện gây gổ, mất đoàn kết, hoặc là các mối quan hệ giữa quân với dân là không đúng chuẩn mực. Theo đồng chí thì tác hại của những chiêu trò này ra sao ạ? Cái mục tiêu cuối cùng của các chiêu trò thủ đoạn này không chỉ dừng lại ở một cá nhân, một con người, một sự việc, mà đằng sau đó là một thủ đoạn hết sức thâm hiểm, đó là bôi nhọ bản chất truyền thống cũng như môi trường tốt đẹp quân đội. Tác hại thứ nhất là đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ thì nó gây ra một cái tâm lý các thanh niên này không dám lên đường nhập ngũ, và các gia đình mà có thanh niên lên đường nhập ngũ họ cũng không muốn cho con cháu họ lên đường nhập ngũ. Còn đối với các thanh niên khi đã nhập ngũ rồi thì nó gây ra tâm lý thụ động, thu mình, không dám tham gia vào các hoạt động và không dám cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội. Và từ đó cao hơn nữa là nó làm cho họ lo sợ, khiến họ đào ngũ, bỏ ngũ và làm suy giảm sức mạnh chiến đấu quân đội. Và cái tác hại thứ ba là đối với dư luận xã hội thì nó tạo ra những cái dư luận xã hội trái chiều, để từ đó làm cái suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bản chất truyền thống của quân đội. Xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của đồng chí. Và thưa quý khán giả cùng các đồng chí, không phải tự nhiên mà môi trường quân đội ta được xã hội thừa nhận là một trong những môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện trưởng thành. Môi trường ấy được hình thành từ những giá trị bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam đã hun đúc qua hơn 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đồng thời ngày nay tiếp tục không ngừng hoàn thiện. Trước khi trở lại với ý kiến trao đổi của Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Ngày tuyên thệ chiến sĩ mới, vẻ rắn giỏi, chững chạc, trưởng thành của các chiến sĩ hiện trên từng gương mặt sạm đi vì nắng gió thao trường. Những ngày tháng trong quân ngũ là những trang kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mỗi chiến sĩ về bài học tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết yêu thương và sự tự giác rèn luyện. Các chế độ, quá trình huấn luyện trong quân đội chính là sự rèn giũa, tôi luyện cho người chiến sĩ ý chí và bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng đương đầu với mọi gian nguy, thử thách. Từ những thanh niên ăn chưa no, lo chưa tới, giờ các chiến sĩ đã chững chạc hơn trong bộ quân phục và ý thức rõ trách nhiệm được giao. Lúc em mới vào thì quả thực là ai cũng bản lĩnh hết thôi, thì em mới vào được bỡ ngỡ. Thì sau thời gian huấn luyện và rèn luyện thì đấy, thì dần là cũng thích nghi được với điều kiện cuộc sống đấy, thì em cũng đã thấy mình trưởng thành rất nhiều. Tương lai em là muốn mình chỉ đi học nghề, mong muốn là muốn về quê hương mình, phục vụ cho quê hương mình. Nhiều năm qua, quân đội ta luôn duy trì kỷ luật nghiêm túc và tự giác, coi kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nhưng kỷ luật của quân đội ta không phải là môi trường quân phiệt, hà khắc, mà luôn nhân văn, dân chủ, gắn liền với kỷ luật, xây dựng môi trường kỷ luật gắn liền với môi trường văn hóa. Có lẽ cũng hiếm có một quân đội nào mà tình đồng chí đồng đội được đề cao, trở thành tình cảm thiêng liêng, là sợi dây gắn kết mỗi con người trong tập thể. Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em, vừa là khẩu hiệu, vừa là thực tế tốt đẹp ở các đơn vị quân đội trong suốt chặng đường hơn 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thì hầu hết lực lượng thanh niên sau khi nhập ngũ, sau khi được quân đội giáo dục và rèn luyện và trở về địa phương, về mặt nhận thức, về mặt ý thức tổ chức kỷ luật là rất tốt. Việc sắp xếp bố trí cán bộ đối với lực lượng quân nhân xuất ngũ không những là tạo công an việc làm, mà cái chính là để phát huy
được cái năng lực, cái vai trò của các em, của những người đã được giáo dục rèn luyện trong môi trường quân đội. Những năm gần đây, các đơn vị quân đội không chỉ được đầu tư xây dựng nơi ăn ở, sinh hoạt ngày càng khang trang hơn, mà còn được chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, quan tâm sâu sắc hơn tới đời sống tinh thần, chính sách hậu phương quân đội, giúp chiến sĩ trẻ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa lập thân, lập nghiệp. Quân đội nó là một trường đại học lớn. Đây là một cái nơi để chúng ta rèn luyện và phát huy cái bản chất của bộ đội Cụ Hồ. Hai nữa, đây cũng là một cái nơi để rèn luyện con người. Chúng tôi thì nó lại đặc thù hơn một cái là thường xuyên bám nắm ở địa bàn. Cho nên cái việc mà thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về việc chấp hành các cái nội quy quy định của địa phương, rồi pháp luật, rồi kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước là hết sức là nghiêm túc. Sau khi mà xem xong phóng sự vừa rồi thì thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp có nhận xét gì ạ? Qua các phóng sự đó đã phản ánh hết tất cả, nhưng theo tôi nó ở trên một số phương diện như sau. Phương diện thứ nhất thì đây là trường học để bồi dưỡng chính trị. Vì sao như vậy? Bởi vì khi các quân nhân tham gia vào thực hiện nhiệm vụ quân sự và tham gia vào trong môi trường quân đội thì các quân nhân đó được thấu đáo, hiểu thấu đáo cái trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc, đối với nhân dân. Cái thứ hai, đây là một cái trường học để rèn luyện đạo đức. Bởi vì môi trường quân đội là cái môi trường mà hàm chứa những giá trị, những chuẩn mực của một nền đạo đức mới. Đó là đạo đức cách mạng. Đó là các phẩm chất như là cần kiệm, liêm, chính, trách nhiệm, nghĩa vụ, yêu thương, kính trọng và đùm bọc tương thân tương ái lẫn nhau. Cái thứ ba là môi trường quân đội là cái trường học để rèn luyện kỷ luật. Bởi vì trong môi trường quân đội là môi trường kỷ luật tự giác nghiêm minh nhưng cũng đầy tính nhân văn. Và trong môi trường này thì các quân nhân được hình thành nên cái ý thức và hành vi kỷ luật một cách tự giác. Và ngoài ra còn hình thành nên các cái phẩm chất như là cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo. Và đây là những phẩm chất cần thiết cho một người ở trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong xã hội công nghiệp. Vâng, quân đội vẫn luôn là một môi trường tốt để các thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Vậy trước hiện tượng xuyên tạc về bản chất truyền thống và môi trường quân đội thì theo đồng chí, chúng ta cần phải quan tâm làm tốt vấn đề gì ạ? Là trước hết là cần phải giáo dục cho các cái quân nhân để người ta nhận thức được các cái âm mưu, các thủ đoạn, các chiêu trò của các cái thế lực thù địch. Để từ đó người ta cẩn trọng trước cái nội dung thông tin, các hình ảnh, các đoạn video clip của các thế lực thù địch tung lên không gian mạng. Thứ hai là phải trang bị cho các quân nhân những tri thức khoa học toàn diện, trong đó tập trung vào đó là tri thức về lịch sử, về xã hội. Cái thứ ba là phải rèn luyện cho các quân nhân khả năng nhận diện, phê phán, đấu tranh và bác bỏ những quan điểm này. Bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay các quân nhân trong quân đội ta thì là một lượng đông đảo tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và lực lượng này cũng là một cái lực lượng mà có nhu cầu tham gia tìm hiểu, khám phá thông tin nhiều nhất. Do vậy, cần phải phát huy vai trò của các lực lượng này trong đấu tranh để bác bỏ, để phê phán, để tìm ra những cái chiêu trò, những cái thủ đoạn của các thế lực thù địch. Quản lý chặt chẽ cái việc sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của các quân nhân. Cần phải định hướng cho các quân nhân khi mà tham gia mạng xã hội cũng như chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Xin được cảm ơn thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý khán giả và các đồng chí, từ những phân tích nêu trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để bác bỏ những thông tin xuyên tạc bản chất truyền thống, môi trường quân đội, từ đó thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, một danh hiệu mà nhân dân trao tặng. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.